con lợn rừng mẹ. Đây là con lợn rừng mẹ. Đấy, rất là tợ. Con lợn này mỗi 1 năm nó đẻ được khoảng 2 lứa, mỗi lứa khoảng 10 con. Và ông em của mình thì nuôi rất là dân dã. Nuôi rất là dân dã luôn. Nên là ông em thì làm bảo vệ ở trường học mầm non, nên là cứ ngày nào cũng có cái nước gọi là nước cơm thừa canh cặn của các cháu. Đó, hoặc là những cái nước rác ở quán phở của nhà ông cậu. Ông đổ cho ăn. Này. Đó. Con này đẻ rất mắn. Mỗi lứa chục con, năm hai lứa. Đó. Con của nó đây. Đó. Đó. Loại này cứ 30 cân. Đấy, giá thị trường khoảng trăm hơn trăm. Vật ra ăn Tết, ăn liên hoan đội bóng, ăn liên hoan các hội phường hoặc là tập thể. Chung là loại này thì quá ngon luôn. Ăn toàn những là nước rác, nước phở rồi những cái thứ tận dụng, cơm thừa canh cặn luôn. Đó, rau chuối. Nó là con của nó, 9 con, nọ thịt một con, này còn 1, 5, 2 lứa. Anh em nào thích alo theo số ghi ở dưới. Kênh này thì thỉnh thoảng ở đặc sản ở Ba Vì có những con gì hay hay thì mình cũng có đăng lên. Đó. Đăng một là giúp người thân, hai là cũng là phong phú thêm kênh. Nếu các bạn thấy bổ ích kênh thì hãy đăng ký. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Số điện thoại để các bạn có thể là liên hệ là 033 5305 982.